Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Hiệu. Và trong video ngày hôm nay thì Hiệu sẽ chia sẻ các bạn với chủ đề điều quan trọng từ bạn để giúp bạn ảnh hưởng và thay đổi cuộc đời của người xung quanh của mình. Và các bạn biết đấy, trong xã hội ngày nay ngày càng phát triển và thời đại 4.0 được bùng nổ thì nhu cầu thiết yếu và cơ bản của con người ngày càng hoàn thiện và chỉ có một nhóm bộ phận đang cố gắng nỗ lực hàng ngày để đạt được điều đó. Và bạn là những người có giá trị và bạn cũng đang mong muốn có thể cống hiến một phần nào đấy cho xã hội của mình. Và điều quan trọng có thể thay đổi được xã hội của mình thì bạn cần phải ảnh hưởng và thay đổi những người xung quanh của mình. Và để làm được điều đấy, bạn cần phải biết được điều này. Điều này vô cùng quan trọng trong quá trình mà mình phát triển và chia sẻ ảnh hưởng với người khác. Điều đầu tiên đó là sự thay đổi và ảnh hưởng từ bạn tới người khác thì cần phải có sự đồng ý giữa hai bên. Đó là từ bạn là người cho đi và chia sẻ những cái giá trị tuyệt vời từ bạn, và từ bên đối tác của mình là họ là những người mong muốn thay đổi và phát triển hàng ngày. Bởi vì khi bạn cho đi và họ nhận lại được, có mới có sự đồng điệu và nhất quán để có thể giúp cho cái kiến thức của bạn, những cái giá trị của bạn nó mới được hoàn thiện và được đưa vào trong cuộc sống hàng ngày để hành động, để đạt được kết quả như bạn mong muốn và như họ mong muốn. Và điều thứ hai đó là có một số người thì họ rất là mong muốn được khao khát và thay đổi và phát triển hơn, nhưng tuy nhiên với cái sự chia sẻ của mình, những cái kiến thức của mình nhưng mình vẫn chưa làm chủ được nó thì những cái điều mình chia sẻ họ họ chưa có thể hiểu được. Nên vậy nên khi để có thể giúp họ thay đổi thì bạn cần phải tìm hiểu thật sâu với những kiến thức của mình đang mong muốn chia sẻ. Bạn phải hiểu tận gốc rễ của mình, tận gốc rễ những kiến thức đó thì lúc đấy mới có thể giúp cho họ hiểu được ý nghĩa của việc mình đang chia sẻ cho họ, để họ có thể nhận được rằng à, để có thể giúp họ thay đổi thì họ cần phải phát triển từ những giai đoạn nào, từ việc từ điểm này, từ điểm A đến điểm B đến điểm C. Đó là những cái lộ trình mà con đường bạn đã thực hiện và trải nghiệm qua, thì những cái kiến thức đấy nó mới thật sự giá trị để mang lên cho những người nhận nó. Và điều thứ ba đó đến từ người nhận, họ là những người mà mình mong muốn có thể chia sẻ giá trị, nhưng tuy nhiên họ là những người nhận nhưng họ chưa có ý thức về sự thay đổi và để phát triển hơn, thì điều mà bạn mong điều bạn phải làm đó là bạn cần phải có những cái định hướng và đánh thức họ để làm sao họ có thể hiểu được cái giá trị mà khi họ nhận được từ điểm từ mình hay từ những cái giá trị mà cộng bạn cho đi, để họ giác ngộ ra được à, cái sự khi họ sử dụng điều đấy hay khi họ áp dụng điều đấy thì cái sự phát triển của họ sẽ được thay đổi và cuộc sống của họ sẽ được thay đổi. Vậy nên có ba điều như vậy để có thể giúp bạn bạn phải hiểu giúp đỡ người xung quanh của mình và ảnh hưởng đến người xung quanh bằng cách là phải hiểu được chính bản thân mình, phải hiểu được chính những người đối tác của mình là những người mong muốn được thay đổi, và phải hiểu được cái nguồn gốc và cái sự chuyên sâu của cái kiến thức hay là những cái giá trị mình chia sẻ cho người khác. Từ đấy bạn sẽ hoàn toàn có thể giúp đỡ những người xung quanh của mình và đang giúp đỡ những